Hả? Mới ráng đi theo ông nha bà, theo Phật thôi, đổ đi má ơi, cho má khỏe. Má sống má cứ đau đớn nhiều quá, con chịu không nổi. Má đi. Đi theo chợ ra vợ kia má ơi. Ủa hồ với má ơi. Có hai ngày cô, má đi nó đỡ cô. Xin chào quý cô chú anh chị, thì trong buổi sáng ngày hôm nay quay lại với hoàn cảnh của một người mất hồi đêm hôm qua. Thì con hôm qua sư phụ với lại mấy anh em đi, con không có đi, trong thận không có đi, nên bây giờ đưa cho hoàn cảnh nó đi theo nha cả nhà. Thì đêm hôm qua phun thuốc về cũng rất là mệt, nhưng mà nghe tin có hoàn cảnh neo đơn như vậy đó, thì cũng xin cái quen trong thành phố Hồ Chí Minh, nên sư phụ cũng sắp xếp thời gian để mà đến với hoàn cảnh đó. Thì bây giờ xong xuôi hết rồi, anh em sẽ đến đưa người mất đi về nơi an nghỉ cuối cùng tại lò thiêu Bình Hưng Hòa. Thì con mời quý vị khán giả cùng đón xem những video sau để mà đưa hoàn cảnh này tới nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha cả nhà. Con mời quý vị khán giả đón xem những video sau. Phía trước là xe số 3 nha cả nhà. Thì đi hôm nay là hai xe, xe số 1 và xe số 3. Con và bé đèn nhỏ. Hello, xin chào cả nhà. Đây, đèn nhỏ đây, đèn nhỏ đây. Hello, trên xe nha cả nhà. Thì đến nơi anh em mặc đồ bảo hộ đồ vô nha cả nhà. Tại đi trên xe mình mặc vô nó nóng lắm. Nên đến nó cái tụi con mặc vô rồi thì tụi con làm ăn. Ồ, nay có cô Tý đi nữa nè cả nhà. Chào cả nhà đi em. Xin chào cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, trong mọi người nước con là cô Tý. Phía trước là Phi với lại mang team đi nha cả nhà. Đây là con đường vô vô nhà hoàn cảnh người đã mất nha cả nhà. Đó, sắp tới rồi cả nhà ơi. Đây là đường liên ấp cầu đường Tây Lân nha cả nhà, ngay dưới chân cầu vượt Hưng Lộ 2 quẹo vô. Đường trong này hơi xấu lắm. Ấp 1B. Ơi, tới kêu Phi nó tới luôn đi, khi mình di vô trước, mình lên nó quen xe này. À, tới nhà rồi cả nhà ơi. Bây giờ anh em vô để mà đưa bác đi qua bên lò thiêu Bình Hưng Hòa nha cả nhà. Này là cái hình như là cái xưởng á. Thì hồi tối hôm qua sư phụ đi phun thuốc về, rồi cùng mấy anh em đã đến đây tặng liệm cho bà cụ. Cậu này chắc cũng phải mấy tám mấy gì rồi đây, bác mất cũng 84 tuổi rồi. Dạ là cụ cũng 84 tuổi rồi cả nhà. Đây, dạ dạ cứ đỡ cho thầy Tụng đi bác. Chị đỡ cho thầy Tụng chút ha. Rồi con cháu mình ra cũng. Sao làm lễ cho thầy? Làm lễ cho. Dạ, bây giờ mấy anh em đã đến được nhà của bà cụ rồi cả nhà ơi. Thì đợi thầy Tụng rồi mới đưa qua bên nghĩa trang Bình Hưng Hòa được nha cả nhà. Đây là quang cảnh bên ngoài của đám tang này cả nhà. À, cụ mất là 84 tuổi rồi. Thì có cô con gái. Đây bác, đây là con gái của cụ nè cả nhà. Bye.
anh là cái gì trong anh có thể cho xin phép em phỏng vấn em nói chuyện với anh xíu được không? Không có gì đâu nói. Không, ý em hỏi giống như mà bình thường bác đồ ở đây rồi sinh hoạt hàng ngày sao rồi? Thì quá nhờ biết sao đó thì cũng hôm nay cũng thấy quá lớn tuổi dòm ngó nhiều quá vậy đó. Là cái này là của anh hả? Này là của anh cho hai mẹ con và bác ở nhờ. Cho ở nhờ phía sau đó. Phía sau là phía đây hả? Phía sau lúc sau rồi cũng. Cái này là bình thường là anh đang làm thuê xuống. Thuê người ta. Anh thuê của người ta. Rồi anh cho ở nhờ, thấy quá cho ở nhờ. Anh cho bà ở nhờ lại đây. Là bình thường hai mẹ con bà bác với lại bà cụ lớn tuổi rồi ở đây sinh sống rồi làm việc như thế nào? Anh thì quá ăn uống hàng ngày chứ mình giúp quá vậy đó. Anh cũng giúp cho bác ăn uống rồi. Nhưng anh là người người dân hay là có bà con gì không? Thấy ở quen vậy thôi, thấy giúp vậy thôi. Dạ. Thì ở trong đây có ai con cháu hay là dòng họ gì đang ở sau hay gì? Không. Hàng xóm không á hả? Xóm. Dạ. Đây, bình thường là mỗi ngày là ở bên phía sau đây đúng không? Cái bên này nè, cái bên nhà dạ đây phía trước mặt mình đây là bình thường. Là bình thường là bà bác ở trong đó. Có bệnh đó. Có bệnh. Cái bình thường là bà bác ở mắt, đây phía trong này. Mắt này rồi người con thăm con này đó. Cuộc sống mỗi ngày của hai mẹ con của bà cậu qua đời là như gì đây mặt cả nhà? Có cái giấy của tụi có rồi. Gia đình con cháu ai đốt nhang không? Ai lên đốt nhang đốt cho bà đi. Thank you.
Rồi bây giờ đây là trên đường ra. Cậu Danh không có đi hả? Dạ. Cậu Danh hả? Cậu Hồi Hôm á. Cậu Hôm á hả? Ờ, ông tên gì, tên Danh hả? Dạ chú Tám Sang. Dạ ơi, kêu ông chú Danh không? Không chú... biết. Dạ. Sáng đi với chú Công đi xuống như Bình Chánh làm giấy báo tử. Dạ. Chú Công là cái chú Công An á. À, chú Công An hả? Sáng trực, cậu chở đi. Dạ. Cậu xuống cậu làm màu đó kia, mình xuống cái cũng họ làm cũng được. Là cậu xuống cậu làm gục gục. Dạ, cậu nhờ cậu đó làm giúp mình ha. Giúp á. Dạ. Không có cậu là trời không biết làm sao. Dạ, giờ bác cũng số mấy rồi mà. 68. Mấy số 8 hả? Dạ, bị tai biến như cái giò với cái cây. Bị hồi tháng 8 năm rồi. Dạ. Rồi bớt bớt, chị chăm cứu quá trời. Rồi có nhiều tiền mãn với số, cái chị bệnh hết tiền ở nhà. Dạ. Cái bớt bớt, cái chị lụm về chai rồi. Ừ. Nuôi má, má bệnh, má nằm ở chỗ. Dạ. Còn bởi tay chứ nè, thù lù hết rồi. Dạ. Ngày bán không được 40-50. Dạ. Đủ tiền thuốc cho mẹ. Dạ. Khổ lắm rồi. Dạ. Bị tai biến rồi lớp đi bán, người ta thương người này cho, người kia cho 150 vậy đó. Dạ. Người dưới chú Công cho gạo, đồ ăn. Dạ, chú Công đó hả? Ờ, Công Công An á. Dạ. Rồi lớp ổng, chị ổng. Dạ. Người ta thương giúp đỡ cho sống. Dạ. Cái gì đi không nổi. Dạ. Rồi bà bác có... má nằm chỗ má đâu có đi được. Ừ. Không đái mất cảm giác luôn, nằm chỗ nghỉ chỗ. Giờ là giống như là bà cụ mẹ của bác là bị bệnh già. Bệnh bằng đầu lâu quá cuộc sống. Dạ. Rồi cái một năm sau cái quê qua tiểu đường. Dạ. Nó ăn ít khu bị lỗ. Dạ. Rồi nằm luôn là đúng 3 năm rồi. Ừ. 3 năm rồi, bà má nằm không, nằm lúc cháu uống chỗ uống thuốc thì ôm cái đầu đỡ lên. Dạ. Rồi mình đi bán giấy số rồi, bác đi bán giấy số rồi, bác tranh thủ rồi, bác về. Tranh thủ về. Thì... em ơi, mở đèn nó nhỏ nhỏ mình chưa? Ừ. Mở đèn nó nhỏ nhỏ mình chưa? Rồi bác tranh thủ sáng 5 giờ cô đi, tranh thủ bán tới 12 giờ về. Dạ. Về nấu cơm nước cho má ăn. Ừ. Rồi không nấu cơm thì gửi ở đậu đó, gửi thằng cháu đó. À. Nó nấu cho ăn. Dạ. Khổ lắm rồi, cái gì đi bán rồi tai biến rồi bị nó giật, nó thôi hết tiền luôn rồi thôi nghỉ. Dạ. Rồi ở nhà. Dạ. Ở nhà cái thẻ thẻ cái đi lượm cái chai. Dạ. Bán mì kiếm tiền, bữa nào mua thuốc cho má uống. Ừ. Bữa uống mua là 100.000 vậy đó, uống được 3 ngày. Dạ. Uống qua cơn đau thuốc trụ sinh đó. Dạ. Nó làm cho má uống, mấy mẹ con sống ta tốt gì đó. Dạ. Con xin phép hỏi tên của bà bác tên gì bác á? Tôi tên Hồng Nguyễn Thị Hằng. Dạ cô Hồng. Thì bây giờ là cuộc sống sau này, bây giờ bà cụ mẹ của bác Hồng đã qua đời, đã mất rồi. Thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục ở đó tiếp. Người ta cho ở đậu thôi, mình có nhà mình ở rồi. Vừa đi bán vừa chị bệnh luôn, cho nó mau hết bệnh. À. Bây giờ cô còn bệnh, cô đi không được lẹ. Dạ. Bữa nào khỏe thì cô đi bán, cũng tìm mua thuốc uống. Dạ. Mệt thì ở nhà. Dạ. Tại vì cô chưa hết bệnh nè. Cô giờ đang đi trị bệnh ở dưới Cần Nước á. Dạ. Đi trị lần là 200.000. Ừ. Để cho có gian đi. Đi cắt á, cắt tai biến á. Dạ. Để che cái chòi gì á. Hồi nãy có xuống chỗ cái chòi cô ở không? Có, nãy con có xuống chòi cô ở. Hai mẹ con ở đó, người ta đóng cho không đó. Dạ. Người ta cho toàn bộ, cô có mấy cái son đầu cô treo nấu hai mẹ con ăn. Dạ. Người ta mới chở cho cái tủ ngày hôm qua đi tối lên mai chật. Dạ. Nên nó không có tủ đựng mà mới cho để đó là kim dồn đầu má vô. 8 giờ má đi. Trời ơi nó khổ gì đâu. Thì cô
tiếp tục ở đó bán kiếm tiền ăn mà cúng thất cho má đó. Dạ. Cúng tới 7 tình. Dạ. 7 thất. Mà một thất gì là 700 ngàn. Ừ. Bây giờ cô phải gán tiếp tục bàn nặng cúng thất cho má đàng hoàng. Dạ. Thì đặng mà đưa má vô chùa nữa. Còn khổ đưa má vô chùa đấy, không có tiền nữa chứ. Vô chùa cái 4-5 triệu gửi trong chùa. Đấy, cố gắng hằng mà cô hết bệnh là cô đi làm đi bán thẻ thì bán thẻ thì ở nhà à. Giờ cô khổ, cô với má con khổ là 3 năm rồi chứ không phải mới đi, 3 năm dài mẹ con đi bán giấy số mướn nhà ở rồi cái trái thắng tay cái nào má bệnh mới đi ở đậu mướn tùm lum hết trơn. Ở bà hôm rồi ở chỗ nào cũng có mướn nhà hết trơn, ở bà lát thì chỗ nào cũng mướn ở đi bán mày. Dạ. Vì sao khổ quá thằng cháu thấy gì kêu về cho đậu nó che cái chòi, nó không phải giàu có gì người ta mướn đất cho nó làm theo ăn gia công cho người ta. Dạ. Chứ không phải của nó, người ông chủ đó ông mướn nó bằng ăn gia công đó. À, cô khổ dữ lắm con ơi. Dạ. Bữa nào ông tranh thủ 5 giờ đi bán tới 12 giờ chạy viết về, chạy viết về cơm nước cho má, nếu còn thì xách ra chợ Mỹ Nga đó ba, không đi nữa, còn 50 tờ vậy đó. Rồi ở ngoài bán hết rồi mới về. Dạ. Giờ ha, tụi con sẽ giúp bác đưa thi thể của bà cụ lên trên lò thiêu. Dạ. Tụi con sẽ lo thiêu, lo mai táng cho bác hết tất cả. Dạ. Bác yên tâm. Dạ, trời ơi, con mừng lắm. Dạ. Mừng. Thì tụi con sẽ hỗ trợ gia đình hết sức. Dạ. Con hả? Dạ bác. Xuống nhà thấy cái nhà cô khổ. Dạ. Người ta nó dân dụng á, cái nó đóng cho hợp hình rồi cái đầm gà mai giải cho mấy miếng xi đó. Dạ. Cô gói cô để nào đổ nào ngủ cái cô chạy xuống. Dạ. Rồi má thì cô đã cho tiền cô đi mua được 2 chiếc chiếu 200 ngàn. Dạ. Anh chạy thay đổi cho má đó. Dạ. Nằm rồi má nệm thì má nói ướt, mình đi lượm cái chai chừng 3 bữa mua được miếng nệm rồi, nhưng mà mình suy nghĩ thiêu lo bán hài cốt đồ của bác ra. Yeah. Để cho cô đem về ha bác. Yeah.
cửa nè, con về đó hả? Má ăn cơm chưa? Má chờ con gì ăn? Chờ mẹ gì ăn cơm với tao? Giờ mẹ mình mất cười biết ăn với ai? Về trễ má cô chồng cô dữ lắm, không biết phải bán hết chưa mà về trễ quá. Má hỏi sao mình về, má ơi con thấy bán hết rồi, con lạnh thêm mấy chục tờ nữa con mang kiếm tiền thêm. Má nói trời ơi con ơi, bán nhiều về nghỉ sớm đi vì dán cái con này bệnh. Má mới nói tới tháng 8 tháng 7 cô đi xin được 50 ký gạo. Cái bữa cô cuối tháng 7 rồi cô bệnh, cô chóng mặt không. Cái cô đi té lên nó xuống, cái ông cháu nó chở đi ra bác sĩ nó bà bị sao biến nhẹ. Nó chị đó, hồi tháng 8 tới giờ. Giờ với cô đi không được bình thường, đi cái giò nó nặng. Cái tay nó kìm đó, trong này nó đớ đớ lượng, nó như, như nhỏ. Cô khóc không thấy không? Đó lửng dạ. Chuyện lớn tiếng không được. Nhiều gần tới Nghĩa Trang rồi. Dạ, gần tới lò thiêu rồi. Dạ. Cô ở đây cô chứ cô chưa biết cái lò thiêu nữa. Dạ. Chưa biết cái lò thiêu ở đâu. Để tụi con chạy lại đưa bác lên đó. Rồi thiêu rồi con lấy cốt luôn giùm cô hả? Dạ thiêu à, rồi xong rồi bên bên lò thiêu họ sẽ hẹn mình là mấy giờ á. À. Mình lên mình lấy. À. Đó. Rồi mình qua mình lấy. Rồi mình qua đó mình lấy. Bây giờ mình đi về ta hẹn mấy giờ thì mình lấy. Và mình lên mình lấy xong mình đem về nhà cho mình làm thất làm từng gì đó. À. Làm xong rồi cô muốn gửi chùa hay sau đó là cái đó là cô. Thấy à. Cô ha. Con mời cả nhà mình quay lại với lại gia đình của bác Hồng và những video sau nha cả nhà. Gần tới Nghĩa Trang rồi cả nhà ơi, gần tới lò thiêu rồi. Con xin lỗi, con nhầm Nghĩa Trang, gần tới lò thiêu rồi cả nhà. Dạ, mình giữ lại bằng này bỏ túi đi. Mình lấy hũ cốt về mình về nhà luôn không ạ? Mình
đi kêu đi gửi vô chùa. Dạ lấy cái hũ cốt mình gửi vô chùa. Lấy cái hai hũ qua sen luôn. Có làm hết rồi. Có làm không không? Để con hình sẽ biết cô. Mà bà mình có đem hình theo không? Lấy hình này làm cho. Lấy hình này làm nha. Lại ghi thông tin đi rồi con. Bà sáu luôn. À, em ghi cho bà luôn đi. Cho con mượn lời cái tờ, bà đọc tên giùm con đi. Tên gì? Pháp danh, có tên pháp danh. Má Trần Thị Khá, 84 tuổi. Trần Thị Khá 84 tuổi. Ngày tháng năm sinh. Cô không biết, cô quên. Cho con mượn giấy báo tử mà. Quên. Hàng ký hết luôn à? Hàng ký đó đưa để nó tốt. In riêng cái biên lai đóng tiền anh. Hóa đơn lát nhận cốt lắm. À. Còn không đưa photo ra tạo cho. Dạ. Photo một tờ đi. Này 3 triệu 6 à. 3 triệu 6 trăm ngàn. Hũ cốt là 173 ngàn. 158. 158. Dạ rồi ok. Đưa phiếu ra cho. Đưa em trả anh 4 triệu. Mấy giờ là 17 giờ 30 chiều nay đúng không? Dạ, dạ. Con mới gọi điện thoại nhé. Còn có lại 242 nè. Rồi, cảm ơn. Họ đưa cái hình đi chụp cho lọn cái hình dán vô hũ. Con mượn cái hình. Che luôn ta. Che. Cho rồi. Thấy hình em. Thôi có gì chỉnh sửa lại cho. Rồi. Xong rồi. Ok. Rồi xong giờ mình đưa lên đài luôn ha. Ừ. Đi con. Ông làm đây. Dạ. Đi nè, em đi giùm anh. Rồi. Dạ. Chạy đại số mấy vậy? Mày không có con. Rồi đi đen thôi. Mười 17 giờ là 17:30 là 5 giờ chiều nay á. Anh là anh cầm cái này lấy hũ cốt, anh đem về giùm cho bà. Thì tiền bạc là mấy em là 3.6 triệu với lại cái hũ cốt là 3.753.000, 58.000 là anh trả hết rồi. Cứ gì cầm lại là lấy hũ cốt thôi. Dạ. Nhớ lấy giùm bà nghe, tại vì dịch đó người ta không có ship tới nhà được. Dạ. Tại vì bà bây giờ bắt cái giờ còn bà này có khỏe.
Rồi bác cởi ra nói đây để cho anh. Đúng rồi. À, bác Hồng ơi, con tụi con đã đến đây và đã đưa bà cụ là mẹ của bác về nơi nghỉ cuối cùng rồi. Thì 15:30 chiều nay thì ai có đến lấy cốt là nãy có nhờ cái anh kia rồi. Anh đó anh hàng xóm á, anh nói chiều nay anh lên lấy giùm bác yên tâm ha. Tất cả tiền bạc là tụi con đã thay mặt Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước chích số tiền là 3.758.000 là đã đóng cho bà cụ rồi, mình chỉ lên mình lấy thôi, không có tốn tiền gì nữa hết đó. Thì hồi tối sư phụ cũng đã, sư phụ là chú Tấm Sang là trưởng họ thiện nguyện với đế cũng đã đến thăm gia đình, là cũng gửi chút ít 5 triệu cho bác rồi. Thì thông qua cái video này thì bác có muốn con chia sẻ cái số điện thoại của mình để mà con đưa lên trên cộng đồng mạng để cho mọi người biết đến hoàn cảnh của mình như vậy, mà họ chia sẻ yêu thương đến cho mình. Thì bác có đồng ý để con chia sẻ cái số điện thoại của mình không? Giúp đỡ cô, con cảm ơn. Dạ. Thì cô đang bị bệnh. Dạ. Thì bây giờ là con cũng nói với lại cả nhà mình luôn, thì từ đầu đến đuôi cả nhà mình xem câu chuyện của bác thì cả nhà mình cũng đã hiểu rồi ha. Thì bây giờ con xin phép con lấy số điện thoại của bác để mà chia sẻ lên trên video này. Thì cả nhà mình muốn chia sẻ yêu thương đến gia đình của bác Hồng thì cả nhà mình cứ liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại của bác Hồng, không qua hội thiện nguyện nữa, tại vì tụi con là không có thời gian đi tới đi lui để mà trao tiền hoặc là nhận sự giúp đỡ của hoàn cảnh nào hết. Giống như là tụi con chia sẻ trực tiếp lên đây, thì mọi người muốn chia sẻ giúp đỡ yêu thương, chia sẻ yêu thương á, thì mọi người cứ giúp đỡ trực tiếp thì gọi trực tiếp cho bác Hồng mà giúp đỡ cho bác nha cả nhà. Thì cho em xin phép em chia sẻ cái số điện thoại bác lên đây. 0765. Đưa em rồi. Đây là số điện thoại của bác đúng không? 932. Dạ con xin phép đọc số điện thoại của bác Hồng ha. 0765 238 932. 0765 238 932. Đó là số điện thoại của bác Hồng, con gái của bà Trần Thị Khá nha cả nhà. Đó thì con chia sẻ lên đây thì quý vị khán giả nếu mà muốn chia sẻ yêu thương thì cả nhà mình cứ liên hệ trực tiếp cho bác Hồng để mà mình chia sẻ yêu thương nha cả nhà. Rồi thì một lần nữa tụi con cũng thay mặt quý vị khán giả, tất cả mọi người đang xem video này chia buồn và gửi lời chúc sức khỏe đến bác Hồng để cho bác Hồng vượt qua nỗi đau này ha, bác Hồng ha. Rồi bây giờ anh em tụi con sẽ quay lại hỏi để mà lo công việc giúp đỡ hoàn cảnh khác nữa ha. Dạ rồi. Rồi bác có nói lời cảm ơn gì? Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Như chú Tâm Sang. Chú Tâm Sang nhiều giúp đỡ cô, cảm ơn nhiều. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi. Rồi ok, bây giờ mấy anh em quay lại hỏi nha cả nhà. Rồi, team với lại Trần Phi nè, chào cả nhà đi. Hello cả nhà. Rồi xin chào cả nhà, thì giờ mấy anh em cũng xong nhiệm vụ rồi, giờ mấy anh em trở về họ và nghỉ ngơi rồi lấy lại sức để chiều đi khuẩn tiếp nha mọi người. Rồi bye bye. Rồi con đi thi số 1. Rồi Trọng Thuận mới đang hello xin chào cả nhà.
thì nói chung là sau hoàn cảnh này thì cả nhà mình xem video cũng đã hiểu từ tập 1 đến tập 2 thì cả nhà mình cũng hiểu được hoàn cảnh của bác Hồng rồi. Thì anh em tụi con không có biết nói thêm gì hơn nữa. Thì xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, bình an trong mùa dịch nha cả nhà. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Thì hoàn cảnh này đêm hôm qua sư phụ đã đến và giúp đỡ cho bác Hồng 5 triệu để mua trái cây cũng như là lo tang sự. Thì hôm nay cũng thay mặt sư phụ Quý Mạnh Thường Quân đến mà hỗ trợ cho gia đình đi thiêu cũng như là lấy cốt đồ ra tại lò thiêu bình hôm qua. Cốt của bác được lấy ra tại lúc 17:30 gì á nha cả nhà. Rồi anh em tụi con bye bye, hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những chương trình của hội thiện nguyện BDS.